tác bao nhiêu năm thì cống hiến cho nhà nước, để cho nhân dân. Đến nay thì con tàu đã cập bến an toàn. Thì theo cái chắc là cũng nguyện vọng của cô và cũng đến tuổi thì nhà nước người ta cũng quan tâm. Hôm nay về con cháu cũng chẳng có gì, gọi là có hoặc là tặng quà giúp cô. Đây đây, nhìn 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 nhìn. Cầm biến an toàn thôi. Đây đây. Ấy chưa à? Chú tay bê. Đứng hai bên, cô Liên đứng ở cạnh. Cô Liên đứng ở cạnh. Tí này nó tình cảm nha. Đó là nhìn 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 đó chưa? Một hai ba. Sơn rồi nên biết đâu. Mình cầm đấy. Cầm đấy. Cầm đấy. Cầm đấy. Cầm đấy. Cầm đấy. Các em, các cháu là có xuất hiện của già công tác tốt, thành công trong công việc. Các cái già chỗ nào? Mấy em chúng ta lên chúng ta. Chúng ta học viên. Chắn này. Chắn thế là làm được một phương nước ra đấy. Điện nước. Vì là cái thời gian làm việc với cô cũng không phải là dài nhưng không quá ngắn thì chị em cũng cháu y tế thôn bản, cháu Nam chị em không có gì.